Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lemela Kali đỏ sắc khi diện áo bà ba, nhan sắc U40 vẫn trẻ trung. Cổng mặt trời là bộ phim truyền hình từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt vào năm 2010. Trong đó Lemela và Kali là những mỹ nhân để lại nhiều ấn tượng. Cả hai cũng gặt hái được nhiều thành công sau nhiều năm. Mới đây, hai nữ diễn viên lại có dịp đỏ sắc cùng nhau trong trang phục áo bà ba. Hai mỹ nhân phim Cổng mặt trời có dịp hội ngộ và đỏ sắc cùng nhau. Kali và Lemela từng hợp tác trong phim Cổng mặt trời. Trên trang Facebook cá nhân, Lemela đã đăng tải loạt ảnh cô hội ngộ cùng các đồng nghiệp như Trịnh Kim Chi, Phương Dung, Kali. Khi tham gia đóng phim mới, các nữ diễn viên đều diện trang phục áo bà ba để phù hợp cho vai diễn và có dịp đỏ sắc cùng nhau. Lemela gặp gỡ các đồng nghiệp và cùng nhau diện áo bà ba. Hai nữ diễn viên rạng rỡ khi mặc áo bà ba có họa tiết nổi bật. Trong đó, khán giả đặc biệt chú ý đến màn đỏ sắc của hai mỹ nhân phim Cổng mặt trời là Lemela và Kali. Cả hai đều mặc áo bà ba với những họa tiết hoa lá nổi bật. Khán giả trầm trồ khen ngợi nhan sắc lão hóa ngược của hai người đẹp, dù họ đã bước vào độ tuổi U40. Hai nữ diễn viên trông vẫn trẻ trung như ngày nào. Lemela dù là mẹ bỉm nhưng vẫn chẳng hề lộ dấu hiệu lão hóa. Mẹ bỉm Lemela trông khá hắc tuổi, Kali và Lemela vẫn trẻ trung dù đã bước vào tuổi U40. Sau nhiều năm cùng tham gia Cổng mặt trời, Lemela và Kali vẫn giữ được tình bạn thân thiết của mình. Thỉnh thoảng các diễn viên sẽ cùng nhau tụ họp khiến khán giả thích thú. Khi Lemela sinh con, Kali và Ái Châu nhiều liền dành thời gian đến thăm bạn thân của mình. Các nữ diễn viên vẫn thân thiết nhau sau bao nhiêu năm. Các sao nữ đều đã U40 nhưng vẫn lão hóa ngược. Kali rất yêu thương con gái của Lemela. Ngoài ra Lemela cũng có dịp hội ngộ nhiều diễn viên khác trong Cổng mặt trời như Tú Vi, Hiền Trang, Nguyệt Ánh. Nữ diễn viên chia sẻ, Cổng mặt trời là sinh viên, bây giờ ngồi nói chuyện trung niên, tóc bạc, da nhăn, con cái học trường nào, lúc này làm ăn ra sao, ôi trời ơi, thời gian xin hãy ngừng trôi một chút thôi có được không? Giang mỹ nhân Cổng mặt trời hội ngộ sau 12 năm, tình bạn của họ vẫn thân thiết như ngày nào. Lemela đỏ sắc trẻ trung cùng Tú Vi, nữ diễn viên hào hứng khoe ảnh chụp cùng Hiền Trang. Dù đã 12 năm trôi qua, nhưng khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho các diễn viên trong phim Cổng mặt trời. Tình bạn thân thiết qua nhiều năm của họ. Dù đã 12 năm trôi qua, nhưng khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho các diễn viên trong phim Cổng mặt trời. Tình bạn thân thiết qua nhiều năm của những diễn viên cũng được mọi người ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.